Uống một chén nước cơm mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận được 5 lợi ích quý hơn vàng. Lợi ích đầu tiên đó là chống táo bón. Nước cơm rất giàu chất xơ, chống táo bón cực kỳ hiệu quả. Thêm vào đó là nước cơm cũng có chứa rất nhiều tinh bột, kích thích các vi khuẩn có lợi trong đường ruột và có lợi cho hệ tiêu hóa. Thứ hai đó là chống mất nước trong cơ thể. Nước cơm là thức uống tuyệt vời bởi vì có cái khả năng dưỡng ẩm tự nhiên, đặc biệt là vào những cái ngày hè nóng nực khi mà cơ thể mất nước và mất đi các chất dinh dưỡng thông qua cái sự bài tiết của mồ hôi. 3. Tăng dinh dưỡng và nhanh khỏi bệnh. Trong trường hợp này, nước cơm cung cấp kịp thời các chất dinh dưỡng bị mất và ngăn chặn việc mất nước khi mà chúng ta bị sốt. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. 4. Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng. Nước cơm có chứa một hợp chất có thể ngăn cản bức xạ của tia cực tím, giúp bảo vệ làn da khỏi tia UV. Thường xuyên uống nước cơm mỗi ngày sẽ giúp làn da của chúng ta không bị mất nước trong cái thời tiết nắng nóng và cải thiện tình trạng da khô hay là bong tróc. Cách làm nước cơm thì cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần là nấu cơm như bình thường và cho nhiều nước một tí. Khi mà cơm sôi lên thì chúng ta sẽ đổ cái nước cơm đó ra ngoài thì chúng ta đã có một cái chén nước cơm rồi. Nước cơm có thể sử dụng cho mọi đối tượng, kể cả là trẻ nhỏ, người đang khỏe mạnh hay là người đang bị bệnh. Chính vì vậy là chúng ta hãy thường xuyên sử dụng loại nước này để nhận được nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể nhé.